Chào mọi người, mình là chị sói. Món đồ tiếp theo, bông tai kẹp. Mua trên Shopee luôn. Hình như mình toàn mua trên Shopee thì phải. Tan tan tan. A few moments later. Nhưng mà bông tai kẹp sao cái hộp lại bự vậy nhỉ? Bông tai kẹp mà sao cái mình mua. Ây chà. Ây da. Đây. Trời ơi. Má ơi, cái đồ bé xíu mà cái hộp to đùng. Uổng phí ghê luôn á. Rồi quấn vô cái này nữa. Mình thích bóp cái này ghê luôn. Cái này dày quá, bóp khó ghê. Sau đi. Cái dao bông ta kẹp là sẽ hai cái này. Mình không có lỗ tai, cho nên là mình có nhưng mình để lâu quá mình không đeo á, nên mình mua bông tai kẹp. Điệu chưa? Điệu ghê chưa? Trời ơi, mình bảo là mình đã mất công mình mua bông tai thì mình phải mua bông tai sao cho nó điệu. Mà mình đã mua cái thể loại này này. Đi thay đồ. À, về chất liệu thì mình không nói gì nhiều vì nó là đồ giả mà. Mà cái này hình như là mình mua mắc lắm đó. Bông tai kẹp thôi, hàng phết thôi nhưng mà mắc cực kỳ luôn. Đây không có nói giá nhưng hôm đó mình có coi là nó cực kỳ mắc. Có những chỗ rẻ hơn nhưng mình đã chọn cái chỗ mắc nhất luôn đó. Tại vì nó ở thành phố Hồ Chí Minh, những chỗ khác thì toàn là ở ngoài Hà Nội thôi. Mình đã chọn mua ở thành phố Hồ Chí Minh và nó có giá khá là cao. Quên là bao nhiêu rồi nhưng mà cao đó, mấy trăm ngàn đôi đó. Mình sẽ đi thay đồ để cho nó hợp với cái bông tai này. A few moments later. Xin chào mọi người, mình là Chin Sói.